Quý vị thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình hướng dẫn cắm hoa. À, hoa đó là cái ngôn ngữ không lời và một cái để nói kết tình cảm rất là tuyệt vời. Quý vị thân mến, quý vị đang trở lại với chương trình An Cùng Hoa. Tâm Anh đang rất là hồi hộp, không biết rằng là trong chương trình ngày hôm nay, cô giáo Ngọc Mai sẽ gửi đến quý vị, gửi đến Tâm Anh một món quà và hướng dẫn cho chúng ta cùng thực hiện một bình hoa với chủ đề gì đây cô Ngọc Mai? Chào Tâm Anh, chào quý khán giả. Hôm nay đến với An Cùng Hoa, chúng ta cùng nhau đến với chủ đề lòng chân thành. Lòng chân thành rất cần thiết, rất là quan trọng trong cuộc sống. Dạ, đúng rồi đó cô giáo Ngọc Mai. Lòng chân thành không chỉ giúp cho chúng ta cảm thấy cuộc sống này có thêm ý nghĩa, có thêm sự bình yên, có thêm hạnh phúc, mà lòng chân thành cũng được ví như là bệ đỡ của niềm tin vậy đó thưa quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng quan sát xem cô giáo Ngọc Mai sẽ thực hiện một bình hoa này như thế nào quý vị nhé. Và Tâm Anh thấy là một cây quạt để làm phụ kiện, một ít hoa hồng, hoa hồng vàng và một ít lá, và bên cạnh đó có khúc tana. Như các lần trước cắm hoa lá thì ai cũng biết rồi, và qua cái bình này An Cùng Hoa thì Tâm Anh sẽ hướng dẫn để truyền tải để cho quý khán giả cùng được có những thông điệp của lòng chân thành. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Tâm Anh thấy cô Ngọc Mai chọn hoa hồng vàng. Không phải là tự nhiên mà cô Ngọc Mai lại chọn hoa hồng vàng đâu ạ. Hoa hồng vàng còn có ý nghĩa là tượng trưng cho lòng chân thành đúng không cô Ngọc Mai? Và Tâm Anh làm khi có phụ kiện ta sẽ cài chắc chắn nha. Và với hoa, hoa hồng vàng thể hiện cho lòng chân thành. Đó, hoa hồng vàng được ví sáng như vầng ánh dương, và hoa hồng vàng tượng trưng cho ánh nguyệt của ngày rằm. Đó là tâm sáng, đó là tâm chân thành. Như vậy thì chúng ta cũng có thể trao cho hoa hồng vàng một sứ mệnh nữa, đó là đại diện cho lòng bao dung, cho tình thương bao la của một người mẹ nữa đó cô Ngọc Mai. Nó và khi cắm hoa, có thể là với từng nét cắm, với từng hoa, với từng lá, đó là những lúc mà để cho ta được thư giãn và ta được an, an với hoa. Và không biết rằng là khi quan sát cô giáo Ngọc Mai thực hiện một bình cắm hoa nghệ thuật như thế này, quý vị có thể liên tưởng lại những cái bài học mà chúng ta đã cùng học, đó là kết hợp giữa những dạng cắm nào không quý vị? Nếu như mà Tâm Anh nhớ không lầm thì ở đây quý vị chắc chắn cũng có thể là hình dung ra, chắc chắn là có dạng cắm thẳng rồi nè, dạng nghiêng nè, và nó cũng có một chút gì đó hơi hướng của dạng cắm hoa tam giác. Nhưng mà tất cả những dạng cắm này được phối hợp với nhau cùng các loại hoa lá khác nhau đều tạo ra một tác phẩm riêng. Và khi cảm xúc của quý vị dành cho hoa lá thì quý vị cũng có thể tự sáng tạo cho mình những tác phẩm đặc biệt của riêng mình. Và Tâm Anh tin rằng là nghệ thuật không bao giờ có giới hạn, và qua sự hướng dẫn của cô giáo Ngọc Mai, qua sự sáng tạo của quý vị, quý vị có thể thực hiện được những bình hoa rất là tuyệt vời. Phụ kiện ngày hôm nay chúng ta sử dụng đó là một cây quạt, và loại lá mà chúng ta sử dụng cũng là một loại lá rất là quen thuộc đúng không cô Ngọc Mai? Đó là lá đinh lăng. Và tất cả các phụ kiện, các hoa hay lá, nhất là lá mình có thể thay thế ngay trong sân vườn của mình. Có lá gì ta cứ sử dụng lá đó. Và tất cả các phụ kiện cắm hoa quanh chúng ta thật ra rất là nhiều, vì ta chưa để ý đến.
Thực ra một cây quạt này nếu như mà khó tìm á, thì chúng ta cũng có thể tìm một tờ lịch và tự gấp thành một chiếc quạt. Và cái cách gấp quạt thì rất là dễ rồi, gần như ai cũng biết và chúng ta cũng đều được học khi mà từ hồi tiểu học ha cô Ngọc Mai. Khi điểm vài nét đinh lăng nè để cho đế, và trong năm nay bây giờ ta điểm một tí xíu nét lá nhuyễn này nè vào với hoa. Tâm Anh có nhớ lá gì không nè? Dạ, Tâm Anh nhớ, nhưng không biết rằng là quý vị khán giả chúng ta còn nhớ loại lá cỏ này không ạ? À? Đó là cỏ đồng tiền, rất là dễ thương đúng không? Khi mà cô Ngọc Mai điểm vô trong tác phẩm của mình thì nhìn thấy những nét cỏ đồng tiền rất là lung linh, rất là duyên dáng, làm cho bình hoa của chúng ta trở nên rất là mềm mại. Hoa lá thì rất là quen thuộc. Cũng bấy nhiêu hoa, bấy nhiêu lá đó thôi. Nhưng qua mỗi một lần cắm, mỗi một lần cung bật cảm xúc của quý khán giả, chúng ta sẽ thấy ra những tác phẩm có thể là khác nhau. Cho dù khác nhau như thế nào đó, thì làm sao để hoa luôn luôn đem lại cho chúng ta được sự bình an, để được hạnh phúc hơn. Và ta sẽ thấy rằng cuộc sống này ý nghĩa hơn. Như vậy là món quà lòng chân thành của cô giáo Ngọc Mai cũng sắp được hoàn thành rồi. Nhìn những cái thao tác mà cô Ngọc Mai đã hướng dẫn, có lẽ là tất cả quý vị đều có thể thực hiện được bình hoa này đúng không ạ? Và hoa cúc này là hoa cúc Tana đúng không cô Ngọc Mai? Đúng rồi, đây là cúc Tana. Chúng ta chỉ còn điểm hoa phụ vào nữa thôi. Và như chia sẻ của cô Ngọc Mai từ đầu chương trình, thì ngoài món quà, tác phẩm hoa thể hiện cho lòng chân thành, Tâm Anh cũng có một món quà dành tặng cho tất cả quý vị. Đó là một đoạn trích trong quyển sách Thả Trôi Phiền Muộn của tác giả Suy Thông, thay cho lời chúc bình an. Và một đoạn trích mà Tâm Anh chọn ra, đó là đoạn trích có tựa đề Chân Thành Để Sống. Bây giờ Tâm Anh mời quý vị cùng lắng nghe nhé. Chân thành để sống. Sinh mạng mỗi người chỉ có một, dù ngắn hay dài. Cuộc sống mỗi ngày mỗi tiếp nối, dù buồn hay vui. Đường đời mỗi chặng một cách bước, dù lùi hay tiến. Con người không ai là hoàn mỹ, công việc không có gì là vẹn toàn. Gặp người nhỏ nhen đừng nên tính toán, bởi tính toán chỉ chuốc thêm phiền phức. Gặp chuyện phức tạp đừng quá để tâm, bởi để tâm chỉ khiến bản thân thêm mỏi mệt. Thế giới rộng lớn, lòng người hỗn tạp, sao có thể không gặp kẻ nhỏ nhen? Bụi trần thăm thẳm, thế sự phù du, sao có thể không gặp điều phiền muộn? Nghĩ vừa phải, nhìn thoáng ra, bị oan ức hãy cứ lặng im. Hóa giải rồi thì mỉm cười nhẹ nhõm, không có mặt trời thì nghe gió thổi, ngắm mưa rơi. Không có hoa tươi thì hít thở hương thơm đồng nội. Không có tiếng vỗ tay thì thưởng thức sự yên tĩnh một mình. Thời gian xoay chuyển, năm tháng đổi rời, không oán trách, không than thở, không đau buồn, không toan tính. Giữ lòng thanh thản nhẹ bước trên con đường tươi đẹp. Trân trọng những tình cảm chân thành, giữ gìn lấy tâm trạng tích cực. Lúc cần kiềm chế thì hít một hơi thật sâu để thay đổi không khí. Đối diện với khó khăn thì bình tĩnh suy nghĩ rồi thay đổi góc nhìn. Gặp thất bại cần cố gắng làm lại để khôi phục sự tự tin. Học đối diện với chính mình, cởi mở với cuộc đời, tập tha thứ những lỗi lầm để mỗi ngày đi qua trong yên ả. Dùng thái độ khiêm nhường để làm việc, lấy tấm lòng chân thành để làm người. Quý vị thân mến, để làm được những việc giống như đoạn trích vừa rồi trong quyển sách Thả Trôi Phiền Muộn của tác giả Suy Thông, thật sự là điều không dễ dàng gì. Nhưng để có được sự bình yên thì tất cả chúng ta đều phải thực tập cách nhìn cuộc sống một cách tích cực hơn, cách bỏ qua, cách thứ tha cho mọi người, và cũng như là thứ tha cho chính những lỗi lầm của mình, thì chúng ta mới có thể sống hạnh phúc, an yên. Và cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta hãy cố gắng giữ lấy lòng chân thành để kết nối mọi mối quan hệ. Và đặc biệt, đây cũng chính là phẩm chất để làm người.
Cảm ơn cô giáo Ngọc Mai với tác phẩm Lòng Chân Thành rất là đẹp và rất là bình an. Và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn dành tình cảm yêu thương dành cho chương trình An Cùng Hoa. Mến chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.